từ đó tình tiên duyên tục, hai tâm hồn đã thắt chặt keo sơn. Tình ca một bản nghi muôn đời, giang lao bảo tối chẳng rời xa. Kim Sơn tử của nhà sư Pháp Hài đón hứa tiên trao tặng linh đơn, bảo mang về pha rượu ép vợ hiền, uống linh dược sẽ hiện nguyên hình con răng bạc. Nhưng chàng đâu hay em đã tam tháng hoài thai, định cùng ai sắp sở báo tin. Sợ cười chê nhà người ta lạ cảnh lạ quê, mình bỡ ngỡ bởi vợ thì chưa cưới. Mới hừng đông sáng tôi đã lo thay đồ, mới nhắm tới nhắm lui cả buổi mới ra đường. Một sáng mùa xuân chim bướm đua mừng, chân tôi mang về tốt, tóc tôi trái bãi ba, tôi mặc một bộ đồ pyjama trắng có diền hường, đầu tôi đội cái beret, tay mặt tôi xách một gió nào rượu nào trà, tay trái tôi cặp hai con gà, không ngại bước đường sang qua bên nhà nhặt da nhặt màu. Đò vừa ghé ở bờ sông,
nghe tiếng chó sủa trong lòng đã rung, trong ngực nó đánh lung tung, lấp lo ngoài ngõ chớ không vào nhà. Thấy ai đi ngang cũng mắc cỡ thèm, mẹ vợ tôi đang phơi lúa trước sân, nó thấy tôi liền chạy ra mở cổng. Tôi rụt rè theo bà vào nhà, ngồi trên bộ gian cắm lay, mà cặp mắt cứ ngó liền láo từ ngoài giường ra sau nhà bếp. Ngó chừng bóng phía sau, chẳng thấy bóng hình con vợ của tôi. Dạ thưa má, con qua đây trước thăm tía má, sau có mấy gói trà với hai chai rượu tía má dùng lấy tháo với con. Bà già tôi tươi cười đáp lại, má cảm ơn con ạ. Lát nữa tía con ở ngoài nhà hội về chắc có trà ngon ốc thích lắm. Sẵn đây nếu con có rảnh, con ra sao chẻ dùm ba mớ củi để rằm này đắp vô ngoài con. Tôi nghe qua muôn tháo mồ hôi, nhưng cũng làm bộ sốt sắng. Dạ thưa, được, được. Đó rồi tôi cởi áo mang lên ngọn ổi trước sân. Tôi xách búa, tôi cong lưng chẻ riết gần tới đứng bóng. Khi bà già biểu nghĩ thì con mắt của tôi đã đổ hào quang. Và hai tay tôi nó tê tay rụng rời. Làm cả buổi trong lòng đã đôi, lên mâm cơm giả thêm rối tở dò tơ. Kinh mời cha mời mẹ xăm xuôi, mời tất cả rồi tôi mới cầm đũa. Tôi thì mắc cỡ nên ăn nhỏ nhẹ, còn cha vợ tôi thì vừa gấp vừa lua, vừa hỏi chuyện năm xưa bao hại tôi không kịp trả lời. Ông hỏi ông già tôi tại làm sao bất hạnh qua đời. Ông hỏi nhà tôi ở xóm cầu ngang, vậy mà cất chỗ cửa ra hướng nam ai là hướng bắc. Ông vừa nhậu lai rai, vừa hỏi nhiều câu thật ngặt, nhưng tôi cũng kiếm lời đáp lại cho xuôi. Suốt bữa cơm chỉ ráng nuốt trôi một chén, mà tôi đây phải nghẹn mấy lần. Sau bữa cơm tôi mới bạo dạng mon men bước ra nhà bếp, thì gặp vợ tôi đang rửa bát sau hàng. Vợ tôi lái tôi ra dư gốc sung hai đứa con nghe chuyện nhà tròn. Tôi mới than rằng em ơi tánh anh thì nhút nhát, qua đến bên này anh không khác một thằng ngay. Vì em ơi qua đây cái thân làm rễ đời này khổ ghê. Giữ sao người khỏi cười chê, cưới được con vợ cũng ê cái đầu. Nghe tôi nói vợ tôi hình như cũng tội nghiệp cho thân làm rể, nên an ủi tôi rằng anh ơi anh ráng làm vui lòng cha mẹ. Không còn mấy tháng nữa đôi ta sẽ sum họp cùng nhau. Tôi nghe qua khoan khoái biết bao, nên bạo dạn nắm tay vợ và thốt lời từ giã. Vợ tôi đưa tôi ra cửa ngõ, sau khi ngó mông bốn phía không thấy bóng ai, mới bỏ vào túi tôi một chiếc mũ xoa có thiêu mấy cánh hoa hồng. Tôi về nhà cứ đêm đêm để cái khăn dưới gối. Trong những giấc mộng êm đềm, tôi cứ mơ màng hình bóng vợ tôi.